แต่ว่าเอาไปสมัครเออรู้กันอยู่สมัครWhat?
Vâng, xin cảm ơn hai tiết mục vừa rồi của xã An Trung. Và liên tục chương trình xin nhìn được chào đón và đề nghị chúng ta cổ vũ cho đội đến từ xã Đắk Song. Xã Đắk Song mang đến liên hoan lần này với tiết mục trình diễn cồng chiêng với chủ đề Smart Cham, được dịch là lễ hội đón năm mới. Đây là một lễ hội mở đầu cho một năm lao động sản xuất của người Ba Na ở Tây Nguyên nói chung và của người Ba Na ở Công Tro nói riêng.